Quên cái này, các bạn mới nhưng mà mình đã nói rất kỹ ở cái video đó là các bạn cứ lên một tìm kiếm với ngọn gõ này. Đấy là các bạn sẽ thấy video. Thế nhưng ở đây này, khi các bạn bạn chưa tu bao giờ thì nó sẽ có cái này. Thì nhiều bố là cũng không đọc. Thấy phát không tu được là bắt đầu lên hỏi ngay lập tức. Đi âm đọc. Tôi nói rằng là dùng đi âm đọc. Ấy thì nó ghi là trước khi tu luyện bằng hữu hãy tiến hành tẩy tủy. Sử dụng tẩy tủy đan và tháo hết trang bị trên người để tiến hành tẩy tủy. Đấy. Thì bây giờ cái cần thiết nhất nó đã cái màu này này nó in đây rồi mà. Thì chúng ta bấm vào shop này này. Đây đây này. Mua cái này. Còn bây giờ ấy nó bắt tháo trang bị đúng không? Nó bắt tháo. Thế nhưng mà nếu bạn tháo thì cũng được thôi. Đấy thì tháo thôi. À, đúng không? Tháo. Đấy. Thế thì tháo. Tháo hết ra. Thế còn nếu giả sử như mà bạn là gì thì thử phát xem nào, nếu mà nó bắt tháo được thì vẫn được, được khả năng không phải tháo được. Thì ông nào nó bắt tháo thì tháo, mà ông nào không bắt tháo thì tháo, còn không bạn cứ thích tháo ra thì tháo thôi. Đúng không? Tháo ra bây giờ tiếp này. À, này, tôi đây này. Đấy, bây giờ bạn thử bấm như thế này. Đấy. Đấy, bây giờ tôi từ đây, đấy. Đúng chưa? Đấy. Thì bây giờ bạn có một cái câu chuyện bạn kia bạn ấy hỏi đó là anh hướng à cái gì đấy, nếu một 19 mới bắt đầu tu ấy thì mình chia sẻ bạn luôn ấy là khi một 19 rồi bạn mới bắt đầu tu ấy thì nó hơi muộn. Bạn nên tu ngay ở cái lúc mà bạn cấp 70 là bắt đầu tu luyện được rồi. Nha, tu luyện này này, ghi rõ đây này, giới thiệu tu luyện này, này. Thấy chưa? Ở đây nó có những cái gạch này rồi mà về tu luyện này này mà các bạn đọc, thực ra các bạn đọc ở đây là nó có hết rồi này. Đấy, công lực này đấy. Nâng cao tu luyện là tiêu hao công lực, điểm công lực từ 100 trên 100 khi muốn nâng cao cảnh giới bí tịch tu luyện thành 1 đến 3 tầng, mỗi tầng lâm mục cần tiêu hao 33 điểm. Đấy, nó ghi rõ ở đây rồi mà. Đây này. Bí tịch tu luyện tầng 4 đến 6, mỗi tầng tu luyện cần tiêu hao 50. Thì suy ra ấy, ở cái tầng dưới ấy, bạn có 100 công lực 33 thì bạn được 3 phát. Đúng chưa ạ? Ở cái tầng trên ấy thì bạn tu mỗi lần ấy bạn mất 50 phát thì 100 công lực bạn chỉ nháy được có 2 phát thôi. Còn ở cái tầng này này thì bạn nháy một phát thôi nó đã mất 100 rồi, tuy ra là bạn chỉ nháy được có một phát một lần thôi. Thì với cái công lực đan ấy, một ngày bạn ăn được 3 viên. Đúng chưa ạ? Thì cái chỗ này chúng ta sẽ có là 400 trên 400. Tức là bình thường nó cho là 100 trên 100 này. Bạn ăn 3 công lực đan này thì bạn sẽ có tổng này, gọi là bằng 300 trên 300 này. Đấy. Thì suy ra ấy, Z sẽ bằng là 400 trên 400. Đấy, nó là như thế này. Quay trở lại cái chỗ đây nha, đấy, đây này. Thì đây bạn cứ nhân lên thôi. Nếu như bạn đang ở cái mức nào đó và bạn bắt đầu tu ấy, ví dụ bạn đang ở cái khoảng tầng 4 đến tầng 6 chẳng hạn, thì một phát bạn được à, một một ngày nó cho 100 công lực, bạn nháy được 2 điểm. Đúng không? Thì bạn ăn thêm 3 viên công lực đan nữa, mỗi viên bạn sẽ nháy được 2 điểm nữa và bạn cứ nhân lên thôi, còn bạn trừ đi cái số ngày hiện có của bạn ấy. Đúng chưa? Bạn cứ nhân lên cái số hiện tại của bạn ấy là bao nhiêu điểm rồi, thế xong bạn trừ đi cái số mà bạn nhân viên tiếp theo, với điều kiện nhé, với điều kiện mỗi ngày bạn ăn đủ 3 viên. Nhưng giả sử lâu lâu bạn ăn được có một viên thôi thì bạn chỉ cái chỗ này ấy, nó chỉ là 200 trên 200 thôi. Đấy, đơn giản như vậy, nó ghi ở đây hết rồi mà. Đấy chị. Còn công lực đan nó sẽ reset vào 0 giờ. Cái này có một chú ý nhỏ như này này. Nó ghi là reset vào 0 giờ ấy, thế nhưng mà nhiều lúc nó không đúng đâu, còn vì sao nó thế thì không biết. Đây là cái kinh nghiệm xương máu và mà cái là một cái tip nhỏ mà không ai dạy cho bạn, nó đen nó không ghi đâu, là như này. Bạn tu thì bạn nên tu sớm một chút, tốt nhất là trước 11 giờ đêm, trước 2 3 giờ ấy. Vì sao lại thế? Tại vì có những trường hợp ấy là nó bị lag. Nó lag là như nào? Ví dụ như nhé, gần đến 0 giờ đêm rồi chẳng hạn, đến phút đến 5 7 5 8 rồi chẳng hạn. Đôi khi có lần là mình 11 11 rưỡi mình tu. Đấy, thế xong là mình không off, mình vẫn đứng ở đấy.
Đấy. Thế xong qua 0 giờ đêm ấy là mình vào để mình tu tiếp, thì nó ghi nó báo là đã tu luyện rồi. Đấy. Còn vì sao lại thế thì không biết. Đơn giản là game nó thế. Đúng chưa? Thế nên là mình biết, mình chia sẻ cho các bạn. Sẽ có người thì có đôi khi là cả đời cũng chưa gặp lần nào đâu, tại vì họ không tu ở khoảng đấy, nhưng có người chắc chắn sẽ gặp. Cái trường hợp là ít thôi, nhưng sẽ có nhé. Nên các bạn tu thì nên tu sớm, ví dụ như là buổi sáng sớm bạn vào tu phát, trong sáng sau bạn tu thì không bao giờ về cái gì cả. Nhưng mà có những lần thì mình tiết kiệm thời gian, mình bận cả ngày, xong buổi tối khoảng cỡ 11 rưỡi mình lúc vào, xong là lên nghe nhạc hoàng 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 tí, xong là vào tu, xong đứng đấy để 0 giờ đêm tu tiếp, thế là đã bị trường hợp này rồi. Thì bạn phải tính cả những trường hợp đấy vào đấy. Thế nhưng nôm na mình nói với bạn rồi là kể cả bạn ăn cơm lực đa liên xoành 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 đấy, không biết là tu của bạn nó bao nhiêu, nhưng mà cứ lo cho là bạn đang bắt đầu mới mới tu đi, thì thông thường nó sẽ phải mất từ 8 tháng đến 1 năm bạn mới mắc tu được đấy, tức là nếu như bạn bắt đầu từ con số 0 ấy. Còn nếu hiện tại bạn đang tu bao nhiêu ấy, thì cứ theo những cái mốc như này bạn 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 nhân lên đấy, tức là từ tầng 1 tầng 3 mỗi ngày được 3 nháy đấy. Đấy, còn ăn thêm cơ đồ đan thì mỗi với mỗi viên lại được 3 nháy nữa đấy, như thế mà quất lên thôi đấy, tầng trên thế thì được một phát được còn năm một ngày được có 2 nháy thôi, tiêu hao 50 công lực đấy. Trên nữa thì một, và đồng thời là bạn phải trai lấy kinh nghiệm đấy nhé, mấy tầng 10 ấy thì một ngày tay ngắn trai cũng hơi lâu đấy. Ok, đấy là chia sẻ về tu luyện. Còn nó tác dụng đến tác dụng đến xoắn màn hình người, cái yếu quyết thất truyền này như thế nào thì các bạn vui gõ gõ là tu luyện. Đấy, bạn gõ như thế này là bạn sẽ xem chi tiết video đấy, tại vì nói chung nội dung mình không nói lại nữa, đây là chỉ một cái chú ý nhỏ thôi.